Chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nghiên cứu qua bài mời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay còn gọi là Trung Quốc. Trong tiết mục này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tự nhiên, dân cư và xã hội. Trong nội dung của bài học này thì chúng ta cần tìm hiểu ba nội dung cơ bản. Đó là vị trí địa lý và lãnh thổ. Nội dung thứ hai là điều kiện về tự nhiên và nội dung thứ ba là đặc điểm dân cư và xã hội. Như vậy chúng ta tìm hiểu cho cô ba phần vị trí địa lý và lãnh thổ. Chúng ta hãy quan sát cho cô lục lục châu Á và hãy trình bày cho cô về đặc điểm vị trí địa lý của Trung Quốc. Như vậy thì chúng ta thấy Trung Quốc là cái màu vàng đây. Trung Quốc nằm về phía đông của châu Á và phần phía nam của Trung Quốc này thì giáp với Việt Nam, còn phía đông thì giáp biển và mở rộng ra Thái Bình Dương. Quan sát được rồi thì các nước trên thế giới thì chúng ta sẽ thấy Trung Quốc nằm ở vĩ độ khoảng 20 độ Bắc đến vĩ độ 53 độ Bắc và giáp với 14 nước. Đó là những quốc gia Liên bang Nga, Mông Cổ, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Myanmar, Bhutan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan. Và phần phía đông của Trung Quốc, phần phía đông của Trung Quốc này thì giáp với Thái Bình Dương. Như vậy Trung Quốc nằm ở phần phía đông châu Á trong khoảng vĩ độ từ 20 cho đến 53 độ Bắc, giáp với 14 nước, phía đông thì giáp với Thái Bình Dương. Chúng ta quan sát về lãnh thổ của Trung Quốc, chúng ta hãy quan sát được độ thế giới và hãy nhận xét về diện tích của Trung Quốc so với các nước. Như vậy, quy mô diện tích của các nước, đầu tiên nhất là chúng ta quan sát là về Liên bang Nga, diện tích khoảng 17,1 triệu km vuông, đây Liên bang Nga. Nước thứ hai là Canada, diện tích khoảng 9,97 triệu km vuông. Và nước thứ ba là Hoa Kỳ, diện tích 9,63 triệu km vuông. Trung Quốc diện tích 9,57 triệu km vuông. Như vậy so sánh về diện tích của Trung Quốc với các nước thì chúng ta thấy Trung Quốc được xếp vào thứ mấy trên thế giới nha các em quan sát. Vậy thì Trung Quốc được xếp vào nước lớn thứ tư trên thế giới sau Liên bang Nga, Canada và Hoa Kỳ. Diện tích của Trung Quốc là 9,57 triệu km vuông, đứng thứ tư trên thế giới sau Nga, Canada và Hoa Kỳ. Như vậy chúng ta xem qua ở trong cái đường đồ này, đây là đường đồ hành chính của Trung Quốc, thì chúng ta thấy cả nước gồm có 22 tỉnh. Những cái màu hồng như thế này đây, vì nó nhiều quá cho nên cô không đọc được. Và ở đây là năm khu tự trị. Cái màu cô sao mà cô biểu hiện đây, cô đặt ở vài nước, khu tự trị Duy Ngô, Diễn Tân Cương, vân vân, rồi là khu tự trị Tây Đà, cái màu đây. Đây là năm khu tự trị. Bốn thành phố trực thuộc trung ương, thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh, thành phố Trùng Khánh. Và ven biển thì gồm có hai cái đặc khu nằm ở ven biển, nó là Macau ở chỗ này và Hồng Kông. Riêng cái đảo Đài Loan này, như vậy riêng cái đảo Đài Loan này, mặc dù được tách từ năm 1949, tuy nhiên thì đảo này hiện nay vẫn được xem như là một bộ phận của Trung Quốc. Như vậy trong phần vị trí địa lý và lãnh thổ thì các em sẽ ghi chép ở phần này vào vở để mà chúng ta học và gửi lên các nhóm Zalo để cô chấm nhé. Vị trí địa lý là Trung Quốc.
trong khoảng vĩ độ từ 20 cho đến 53 độ Bắc, giáp với 14 nước, và phía đông thì giáp với Thái Bình Dương. Phần thứ hai là lãnh thổ. Diện tích của Trung Quốc là lớn thứ tư trên thế giới, 9,57 triệu km vuông. Cả nước thì có 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc về Trung ương và 2 đặc khu hành chính ven biển, đó là Hồng Kông và Macau. Riêng cái đảo Đài Loan mặc dù được tách từ năm 1949 nhưng vẫn được coi là một bộ phận của Trung Quốc. Như vậy, từ những cái đặc điểm về vị trí địa lý và lãnh thổ thì Trung Quốc nó có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế? Thì chúng ta qua phần 3, tức là đánh giá những cái thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc. Thuận lợi thì trong phần thuận lợi này chúng ta cũng sẽ ghi vào trong vở để mà học thuộc cho cô. Thì đó là ba cái thuận lợi cơ bản. Thứ nhất là cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Thuận lợi thứ hai của Trung Quốc là tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, thu hút kỹ thuật, vốn đầu tư với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thuận lợi thứ ba là phát triển các ngành kinh tế biển. Bên cạnh những cái thuận lợi thì Trung Quốc có những cái khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế xã hội? Chúng ta bước sang phần khó khăn. Khó khăn ở đây tức là đường bờ biển của Trung Quốc là dài với nhiều nước và nằm trong một cái vùng núi non là hiểm trở, gây khó khăn trong giao lưu và quản lý đất nước. Cùng với việc an ninh quốc phòng thì cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn thứ hai là Trung Quốc là chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai, bão và lũ lụt. Thì trong phần đánh giá này chúng ta cũng sẽ ghi vào ở trong vở cho cô. Chúng ta bước sang về cái điều kiện tự nhiên của Trung Quốc. Quan sát cái lục đồ này về sự phân hóa giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc, chúng ta thấy thiên nhiên của Trung Quốc rất là đa dạng, cho nên có sự phân hóa lãnh thổ giữa hai miền Tây và miền Đông như sau. Thì cái đường đứt khúc ở trên cái lục đồ này thì đây chính là cái kinh tuyến 105 độ Đông. Thì cái kinh tuyến 105 độ Đông này thì nó xác định cái ranh giới giữa hai miền Tây và miền Đông như sau. Thì cái miền Tây này thì nó nằm bên tay trái của màn hình mà nó có cái màu đỏ đó. Thì cái miền Tây này thì chúng ta thấy là đây là một bên miền Tây và một bên là miền Đông. Miền Tây đây thì chúng ta thấy đây là một cái vùng đồi núi cao rất là hiểm trở, với các cái sơn nguyên và cao nguyên, các cái bồn địa thì mở rộng rất là rộng lớn. Nhưng mà miền Đông này thì ngược lại, miền Đông đây là một cái vùng đồng bằng phù sa rất là màu mỡ. Thì trong đó có các cái đồng bằng như là Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Trung hay là đồng bằng Hoa Nam. Thì những cái đồng bằng này là rất là màu mỡ, mang lại một nền công nghiệp rất là trù phú cho Trung Quốc. Với sự đa dạng của tự nhiên, Trung Quốc đã sự thể hiện qua sự khác biệt giữa miền Tây và miền Đông như thế nào thì chúng ta có thể xem qua ở cái phần sơ đồ sau. Ở miền Tây thì đặc điểm về địa hình và đất đai thì miền Tây đây là một cái vùng núi cao hiểm trở với các cái sơn nguyên xen kẽ với các bồn địa và hoang mạc, đất đai thì khô hạn. Riêng miền Đông thì ngược lại, đây là một cái vùng đồi núi thấp với các cái đồng bằng phù sa màu mỡ và đất đai ở đây thì đất phù sa rất là màu mỡ. Về khí hậu ở miền Tây thì chúng ta thấy miền Tây mang tính chất khí hậu là ôn đới lục địa khắc nghiệt, khô hạn và rất là ít mưa. Nhưng miền Đông thì mang tính chất khí hậu là gió mùa. Ở phía Bắc thì mang tính chất khí hậu là ôn đới gió mùa và phía Nam thì mang tính chất khí hậu là cận nhiệt đới gió mùa. Ở miền Đông thì mưa nhiều.
Về thủy văn, ở miền Tây thì các sông ở miền Tây thì ngắn, dốc, ít nước. Đây là nơi bắt nguồn của các con sông lớn chảy về phía đông. Còn ở miền Đông là nhiều sông lớn. Ở là hạ lưu các con sông như là Hoàng Hà và Trường Giang. Thì cô nói sơ qua về cái Hoàng Hà này chút xíu. Thì cái sông Hoàng Hà này thì mực nước nó lên xuống rất là thất thường. Và sông Trường Giang thì mực nước nó rất là điều hòa. Thì sông Hoàng Hà nếu mà người ta ví như một bà già khắc nghiệt, thì sông Trường Giang đó là một bà tiên diệu hiền. Chúng ta bước sang phần khoáng sản. Để đặc điểm khoáng sản ở miền Tây thì dầu, than, khí đốt, quặng sắt và đồng. Riêng ở miền Đông thì nhiều khoáng sản, kim loại màu và dầu mỏ. Từ những hiểu biết về đánh giá về thuận lợi và khó khăn của hai miền thì chúng ta có thể là tìm hiểu được cho cô những cái thuận lợi và khó khăn giữa hai miền, giữa miền Tây và miền Đông. Miền Tây thì thuận lợi là phát triển một nghề rừng, chăn nuôi gia súc, công nghiệp khai thác, thủy năng rất là dồi dào. Khó khăn của miền Tây là khí hậu khô hạn và thiếu nước. Địa hình của miền Tây thì cắt xẻ rất là phức tạp, dẫn đến là giao thông vận tải rất là khó khăn. Trong thuận lợi của miền Đông thì miền Đông nói là một cái vùng nông nghiệp trù phú, công nghiệp phát triển. Và khó khăn ở đây tức là thiên tai, bão và lũ lụt ở miền Tây. Thì mình cần đề ra những cái giải pháp nào để hỗ trợ vốn cho miền Tây, là chúng ta phải phát hỗ trợ vốn và cô xin lỗi. Tức là chúng ta phải đề ra những cái giải pháp nào để cho ở miền Tây này nó bớt gặp khó khăn. Thì thứ nhất là chúng ta phải hỗ trợ vốn và phát triển kinh tế ở miền Tây. Rồi, chúng ta quan sát cho cô những cái bức tranh sau đây. Thì đây là những cái vùng đồng bằng bên miền Đông, là những cái vùng đồng bằng rộng lớn của Trung Quốc. Các em thấy phù sa, cây cối rất là phù sa thì màu mỡ, cây cối thì tốt tươi. Nhưng mà riêng ở miền Tây thì nó là một cái vùng đồi núi cao hiểm trở. Và ở hình ở bên dưới này là những cái vùng hoang mạc, trơ trụi, và khí hậu ở miền Tây thì khắc nghiệt. Chúng ta tìm hiểu qua về dân cư và xã hội của Trung Quốc. Phần dân cư, chúng ta hãy nhận xét cho cô về quy mô dân số của các nước so với Trung Quốc. Đây là một cái bảng mà có 10 quốc gia có số dân là đông nhất trên thế giới năm 2005. Quốc gia thứ nhất là Trung Quốc, dân số là 1.303,7 triệu người. Và Ấn Độ là 1.103,6 triệu người. Hoa Kỳ 296,5 triệu người. Indonesia 222 triệu người. Brazil dân số là 184 triệu người. Pakistan là dân số 162 triệu người. Bangladesh 144 triệu người. Liên bang Nga 143 triệu người. Nigeria là 132 triệu người. Và Nhật Bản là 127,7 triệu người. Thì đây là cái số liệu điều tra của năm 2005. Còn đến bây giờ thì có thể là dân số nó cũng sẽ là khác đi. Tức là 10 năm thì người ta sẽ tổng điều tra dân số một lần. Thì cô lấy cái số liệu từ năm 2005 để so sánh thôi. Thì chúng ta sẽ so sánh cái dân số của Trung Quốc so với các nước trên thế giới. Thì chúng ta thấy, các em thấy như thế nào? Dân số Trung Quốc này là được xếp vào loại là gì? Đông dân nhất trên thế giới. Dân số là 1.303,7 triệu người năm 2005, nghĩa là hơn 1,3 tỷ người đó các em. Và dân số chiếm 1/5 thế giới. Riêng nói về dân tộc thì người dân tộc ở Trung Quốc thì nó có hơn 50 dân tộc. Riêng người Hán thì chiếm trên 90%. Đây là một số hình ảnh của dân tộc ở Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là gì? Người rất là nhiều cái dân tộc, trên 50%. Nhưng mà người Hán thì là, cô xin lỗi, tức là hơn 50 dân tộc
nhưng mà riêng người Hán thì là chiếm trên 90%. Quan sát biểu đồ về tỷ suất gia tăng dân số của Trung Quốc ở giai đoạn 1970-2005 thì chúng ta nhận xét cho cô nào. Từ 1970 cho đến 2005 thì dân số Trung Quốc từ 1,8% năm 1970. Các em nhìn vào đây thì thấy là tăng hay giảm nè. Ở đây là từ 1,8 xuống còn 0,6%, tức là nó giảm vào năm 2005. Thì dân số Trung Quốc giảm rất là nhanh, tức là tỷ lệ dân số tự nhiên giảm rất là nhanh, còn 0,6% năm 2005. Như vậy thì Trung Quốc đã áp dụng những cái biện pháp nào mà để giảm cái tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên nhanh như vậy? Chúng ta đây là những cái biện pháp để mà Trung Quốc nó giảm cái tỷ số gia tăng này. Thì là những cái biểu tượng tuyên truyền chính sách về dân số của Trung Quốc mà người ta đã vẽ và làm những cái affix này dán ở những cái nơi công cộng. Và các em xem ở cái hình ảnh số 1 là cứ mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Và chính sách dân số này nó rất là triệt để. Như vậy thì mỗi cái biện pháp của Trung Quốc là kế hoạch hóa gia đình, và mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Nhưng mà Việt Nam mình thì sao các em? Việt Nam thì mỗi gia đình là có hai con đó. Bây giờ chúng ta sẽ đề ra những, Trung Quốc đã đề ra những cái giải pháp nào để hạn chế cái tỷ lệ gia tăng dân số nhanh như vậy. Biện pháp thứ nhất là Trung Quốc đã thực hiện chính sách kết hóa gia đình triệt để, mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Thứ hai là đa dạng hóa các cái loại hình kinh tế. Và thứ ba là xuất khẩu lao động. Như vậy chính sách dân số của Trung Quốc có những cái mặt tích cực và hạn chế nào trong cái việc mà giảm sự gia tăng dân số như vậy? Thì cái mặt tích cực ở đây thì các em thấy là trẻ em được chăm sóc đầy đủ hơn, hứa hẹn một lớp người có thể lực tốt cho tương lai và giảm được sức ép của dân số đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng cái mặt hạn chế ở đây là gì? Vấn đề về đạo đức con người và mất cân bằng về giới tính giữa nam và nữ. Như vậy tính năm 2002 thì theo điều tra thì cô thấy là gì? Dân số Trung Quốc thì đã dư ra là 40 triệu đàn ông. Tức là đây là về mất về sự cân bằng giới tính rất là lớn. Tức là đàn ông thì nhiều hơn phụ nữ. Vì cái chính sách này cho nên là mỗi gia đình là chỉ có một con, thì ai cũng thích là sinh người con trai để mà nối dõi tông đường. Cho nên là nó có những cái sự mất cân bằng như vậy. Quan sát lượt đồ về sự phân bố dân cư giữa hai miền Đông và miền Tây, thì cái đường kinh tuyến hồi nãy cô đã nói, ở trong cái phần điều kiện tự nhiên đã phân chia cái lãnh thổ này ra làm hai phần, đó là kinh tuyến 105 độ Đông. Thì ở miền Tây này thì chúng ta thấy dân cư là thưa thớt. Tại sao dân cư ở đây thưa thớt? Vì ở đây là cái vùng núi cao hiểm trở và chiếm 50% diện tích, nhưng mà chỉ chiếm là 10% dân số thôi. Dân cư ở miền Tây thì rất là thưa thớt. Ở miền Đông thì ngược lại. Ở các cái thành phố lớn như là Thượng Hải, Bắc Kinh thì dân cư lại đông đúc, chiếm trên 90% dân số, và nhiều nơi thì có số dân thì cũng rất là đông. Do ở miền Đông này thì nãy cô nói rồi là nó đồi núi thấp và đất đai thì nó màu mỡ tốt hơn. Đây là biểu đồ phân bố dân cư về nông thôn và thành thị. Cái đường mà màu đỏ mà chạy dọc ở trên cái biểu đồ đó
thì chúng ta sẽ, đó là cái đường theo chú thích là đó là dân số thành thị. Còn cái đường đứt khúc màu đen và cái ở dưới bên dưới đó là cái dân số của nông thôn. Thì phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn của Trung Quốc thì nó cũng không đều. Các em thấy nè, theo như cái biểu đồ này chúng ta quan sát, từ 1949 dân số Trung Quốc là chỉ có 500 triệu người, nhưng đến là năm 2005 là dân số Trung Quốc đã lên đến là 1.303,7 triệu người. Như vậy chúng ta làm một cái phép tính thử xem nào, từ 1949 đến 2005 thì trong vòng bao nhiêu năm các em, chúng ta tính nhẩm xem nào, 56 năm, đúng không nào? 56 năm mà dân số Trung Quốc từ 500 triệu người lên đến là 1.303,7 triệu người. Như vậy thì chúng ta xem thử là tính ra thử là bao nhiêu em, cô nhẩm thế nào, 803,7 triệu người. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có 56 năm nhưng mà dân số tăng lên 803,7 triệu người, rất là đông. Riêng Việt Nam mình thì hiện nay là gì, gần 100 triệu dân, đúng không? Mà chúng ta là phát triển. Còn ở Trung Quốc như vậy thì chúng ta thấy là dân số là được xếp vào loại là đông dân. Từ đó thì chúng ta có những cái nói về cái dân cư và xã hội như thế nào thì chúng ta qua ở cái phần dân cư. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ tóm tắt dân cư của Trung Quốc này. Dân cư của Trung Quốc là có số dân là đông nhất thế giới, hơn, cô nói là hơn 1,3 tỷ người. Và có trên 50 dân tộc, riêng người Hán thì chiếm trên 90%. Tỷ lệ gia tăng dân số giảm nhanh là còn 0,6% năm 2005, nhưng số người mỗi năm thì tăng vẫn là cao. Thì những cái thuận lợi trong việc gia tăng dân số gì, nguồn lao động thì dồi dào, thị trường tiêu thụ thì rộng lớn. Nhưng những khó khăn ở đây, đây là những cái gánh nặng về kinh tế, thất nghiệp và chất lượng cuộc sống của con người, ô nhiễm môi trường. Còn phân bố dân cư của Trung Quốc là không đều, 63% thì dân số tập trung sống ở nông thôn, chỉ có 37% là dân cư tập trung ở thành thị, và hiện nay thì nó tăng rất là nhanh. Thứ hai là tập trung dân cư tập trung chủ yếu ở miền Đông và thưa thớt thì ở miền Tây. Riêng miền Đông khi tập trung đông dân như vậy thì dẫn đến tình trạng là gì các em, thiếu việc làm, thiếu nhà ở và ô nhiễm môi trường. Riêng miền Tây thì dân cư thưa thớt thì lao động thiếu rất là trầm trọng. Chúng ta qua phần thứ hai là xã hội. Nêu những cái đặc điểm tiêu biểu ở xã hội Trung Quốc. Thì đây là những cái đặc điểm tiêu biểu. Trung Quốc đã chú ý đầu tư cho phát triển giáo dục và tỷ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên thì đạt gần 90%. Đội ngũ lao động thì chất lượng cao. Thì Trung Quốc có một nền văn minh lâu đời, nhiều công trình kiến trúc rất là nổi tiếng, nhiều phát minh quý giá như là thuốc số, la bàn, giấy, kỹ thuật in, lụa và tơ tằm. Lát nữa cô sẽ chiếu qua một số hình ảnh để các em tham khảo. Và Trung Quốc đã là có truyền thống là cần cù lao động và sáng tạo. Nguồn dân lực của lao động của Trung Quốc thì rất là dồi dào. Như vậy thì với cái điều kiện xã hội như thế này thì đó là những cái thuận lợi để phát triển một nền kinh tế xã hội, nhất là du lịch ở Trung Quốc. Đây là những cái phát minh quý giá của Trung Quốc. Hình đầu tiên là thuốc súng, các em quan sát. Thứ hai là kỹ thuật in thời Tống ở thế kỷ thứ 10. Và thứ ba là cái dệt lụa từ 2 cho đến 3 ngàn năm trước công nguyên của Trung Quốc. Và cuối cùng là giấy vào năm 105, sản xuất giấy vào năm 105. Thì những cái hình ảnh này các em thấy là từ cái thời đó. Như vậy nói tóm lại, Trung Quốc là một nước có diện tích rộng lớn, dân số đông, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên và khoáng sản, nguồn lao động dồi dào, có nhiều tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế. Ở trong phần bài học hồi nãy giờ thì cô sẽ kiểm tra lại cái phần theo dõi của các em như thế nào. Thì các em sẽ làm vài câu hỏi trắc nghiệm. Câu thứ nhất là sông Trường Giang dài nhất Trung Quốc chảy trên đồng bằng nào? A là Đông Bắc, B là Hoa Bắc, C là Hoa Nam và D là Hoa Trung.
thì chúng ta nên chọn đáp án nào? Sông Trường Giang hồi nãy cô nói rồi, mực nước nó rất điều hòa. Như vậy ở cái đồng bằng nào là nó tốt nhất, nào phù sa, nó màu mỡ nhất? Thì ở đây là đồng bằng Hoa Trung. Câu thứ hai, dân số Trung Quốc tập trung ở A là miền Đông, B các đồng bằng châu thổ, C vùng ven biển và D là miền Tây. Như vậy chúng ta chọn đáp án ở đây tức là miền Đông. Câu tiếp theo, cho biết hai đặc khu hành chính ven biển của Trung Quốc là A Quảng Châu và Thẩm Quyến, C Hồng Kông và Đài Loan, B Hồng Kông và Macau, D là Hải Nam và Macau. Chúng ta chọn đáp án là Hồng Kông và Macau. Câu thứ tư, chính sách dân số triệt để chỉ một con của Trung Quốc đã làm nảy sinh và khó khăn lớn nhất là A là thiếu nguồn lao động, B là tỷ lệ nam cao hơn tỷ lệ nữ, C là tỷ lệ nữ cao hơn tỷ lệ nam và D là cả ba câu trên đều đúng. Thì chúng ta nên chọn đáp án nào các em? À, đáp án B, tỷ lệ nam cao hơn tỷ lệ nữ. Phần dặn dò các em làm bài ở nhà, các em sẽ làm vào vở theo cái mẫu này và các em sẽ điền vào theo mẫu này về đặc điểm giữa hai miền Tây và miền Đông. Hồi nãy cô đã dạy, cô đã nói ở trên màn hình và cô giải thích rồi đó. Thì ở đây các em sẽ điền vào thôi để mà vào vở, rồi sau đó là nộp chụp và gửi lên trên các cái nhóm Zalo để mà cô chấm. Còn chút thời gian này cô nói ở cái phần ở Đài Loan, cô giới thiệu sơ qua về cái đảo Đài Loan. Thì đảo Đài Loan này nó có tổng diện tích tự nhiên là 36.006 km vuông, bao gồm 86 đảo lớn nhỏ. Đảo chính là đảo Đài Loan, có diện tích là 35.879 km vuông. Và Đài Loan được tách khỏi Trung Quốc từ sau cách mạng Tân Hội năm 1949. Và đến nay thì Đài Loan này nó phát triển như một quốc gia độc lập. Nước thứ hai là Hồng Kông. Thì Hồng Kông trở thành thuộc địa của Anh vào tháng 1 năm 1841. Đến ngày 1 tháng 7 năm 1997 thì Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc. Diện tích tự nhiên của Hồng Kông khoảng 1.063 km vuông. Thì ngày nay Hồng Kông là một trong những trung tâm thương mại tài chính lớn của thế giới. Nước cuối cùng đó là Macau. Macau này là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ năm 1556 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 thì được trả lại cho Trung Quốc. Macau nằm cách 60 km về phía tây nam của Hồng Kông. Nền kinh tế của Macau chủ yếu dựa vào nguồn thu từ các cái sòng bài và ngành du lịch. Như vậy thì bài học đến đây là tạm dừng. Thì cô yêu cầu các em về nhà để mà ghi chép và làm bài tập đầy đủ. Thân mến chào các em.